18, 19 có nên thử các mối quan hệ friend with benefit không ạ? Hay gọi là yêu trải nghiệm, trời, friend with benefit gọi là yêu trải nghiệm á. Em ơi, nếu em là con gái á, anh nói cho em biết á, là có nhiều người người ta muốn trải nghiệm, nhiều đàn ông muốn trải nghiệm với em lắm. Trời ơi, ai gieo vô đầu cái này vậy trời. Em ơi, nó chỉ đơn giản là em đi quan hệ tình dục với nhiều người vậy thôi. Ok. Mà ở cái góc nhìn phán xét á, của một số những cái người lớn tuổi mà các bà cụ ngày xưa á, mà em về quê mà em nói cái kiểu như này nè, mà em nói là cái cách về quê á, là con đi con quan hệ với nhiều người đàn ông để thử trải nghiệm. Mấy bà mà đào mộ, mấy bà ngồi vậy chắc em chết, chổi chà ơi, bà quánh chắc tối mặt luôn á, chứ không có đùa đâu. Em ơi, anh nói cái này để em thấy cái điều này nè. Anh dùng một cái hình ảnh rất là cực đoan mà nó có thời phong kiến á, để em thấy cái thái cực của sự cực đoan. Anh không nói là họ đánh em là đúng, nhưng mà em ơi, người phụ nữ em đi theo hướng đó thì làm sao mà em làm được, làm sao mà em có một cái người chồng yêu em được khi mà em đi quan hệ theo kiểu quan hệ dạo để trải nghiệm. Trời ơi, cái mục tiêu của em là muốn trải nghiệm. Chết mẹ, cái câu hỏi này nó nói lên là bên trong em phải cần điều chỉnh nhiều, chứ không phải là trả lời được câu hỏi. Mình coi nói cái gì đi. Em có nên thử các mối quan hệ friend with benefit không ạ? À? Hay gọi là yêu trải nghiệm đó ạ? À? Trời ơi, vì có kiến thức nên chưa thử. Trời ơi, nếu có kiến thức là em không hỏi chứ không phải là thử. Thôi chết mẹ rồi, cái này còn nghĩ mình có kiến thức nó mới chết cha. Vì có kiến thức nên chưa thử nghĩa là sẽ thử. Em ơi, có kiến thức người ta không nghĩ theo hướng đó, chứ không phải là người ta chưa. Trời ơi, cái con này cứu giùm cái. Nhưng đôi khi bản thân lại có ham muốn ạ. Rồi, khập khiễng rồi, chết mẹ. Em ơi, đi tới đây là anh nói cho em biết nha. Anh lo cho em. Anh lo cho em là tại vì em bị dính nặng rồi đó, mặc dù em chưa. Bởi vì em dùng chữ chưa. Bởi vì cho nên trong cái cách em viết cái vô thức nó đưa ra từ chữ chưa. Em ơi, em thiếu thốn tình cảm tới cái mức mà em hiểu lầm là em thiếu thốn cái tình dục. Em ơi, khi mà em trải nghiệm cái đó, em không có tình cảm. Em chỉ trở thành, đối với người đàn ông, em trở thành chỗ để họ giải quyết cái nhu cầu tình dục của họ thôi. Họ không yêu được cái cô gái như vậy luôn. Do đó em chẳng có trải nghiệm gì ngoài việc quan hệ tình dục với đàn ông miễn phí. Nó chỉ là vậy thôi. Anh nói vậy để cho em thấy nó rõ ý, mà anh nói này không có sự phán xét. Đúng, tại vì nó khác với những cô gái khác làm cái nghề đó, họ quan hệ tình dục để lấy phí. Còn mình đơn giản chỉ là sao đi quan hệ tình dục với đàn ông mà không tính phí, có vậy thôi. Nhưng đôi khi bản thân lại có ham muốn à. Không quen ai trong 3 năm sau mối tình đầu tiên đã từng gây tổn thương, hiện tại đã lành, em chưa có lành tí xíu nào, em bị đúc ra thành hư hơn. Em không có lành, em chưa lành tí xíu nào, em bị đúc ra thành định kiến rồi. Tức là nó qua cái đau, nhưng mà nói để em hiểu được cái chữ, cái trạng thái của em. Giả sử ngày xưa nha, một cái mối quan hệ tình cảm, anh dùng cái hình ảnh là bị gãy cái tay, tức là một cái mối quan hệ mà nó gây tổn thương. Bây giờ cái tay gãy nó hết đau rồi, nó hết đau thôi, nhưng mà nó là cái tay gãy. Tức là em đã mất đi một phần của cái gọi là, anh gọi là khập khiễng là vậy, nó mất đi, nó không còn tròn đầy như cái phiên bản gốc nữa rồi. Đó mà đang sợ. Nhưng mà bây giờ nè, em cảm giác em đã hết đau, nhưng mà thực ra là em bị, nó quá cái giai đoạn đau theo cái kiểu đó rồi, bây giờ nó khập khiễng. Thì khi khập khiễng thì mình lại đau theo kiểu khác, tức là sao biết không? Mình sẽ dựa vào người khác, mình sẽ bị nắng lại, mình sẽ bị thiếu không được đủ đầy, tại cái tay nó gãy rồi, mình không còn đủ đầy nữa. Và mình sẽ bắt đầu dựa vào, tại vì nó không đủ đầy, nó bị thiếu á, và mình sẽ luôn đi tìm cái lấp vào. Cái đó là cái anh gọi là định kiến, nó đúc ra thành những cái nhu cầu, những cái sự nhạy cảm, những cái không đủ đầy mình thiếu đó, mình đi mình lấp. Thì em đang nghĩ là, em thấy cái vô nghĩa chỗ này nè. Em nói là em muốn trải nghiệm, trong khi em đã có mối quan hệ gãy đổ, anh nghĩ là em đã quan hệ tình dục tè le hết rồi. Em không có thiếu để gọi là trải nghiệm nữa. Nhưng mà em lại gọi là trải nghiệm là vì bên trong em nó muốn tìm một cái, em đang thiếu á, cho nên em đang muốn lắp vào. Và em dùng cái chữ đó để gọi là làm cho nó đẹp hóa cái mối quan hệ friend with benefit, tức là đi quan hệ tình dục với những người khác. Benefit đó là cái quan hệ tình dục. Ok. Thì khi mà mình nghĩ như vậy, có nghĩa là mình đang nghĩ nó theo cái hướng nó là tốt đẹp, nó là trải nghiệm. Nhưng mà em có thấy chăng,
nó em nghĩ là em lành nhưng thực ra là em đang rất là khập khiễng và rất là thiếu. Chết mẹ, bản thân đã học hai ba lớp tình cảm rồi à, nên có kiến thức em ơi, em chưa có kiến thức, em không nhận được mình đang bị thiếu. Em cũng thuộc dạng xinh đẹp nên cũng có mong muốn yêu, nhưng một khi có ai đó tới thì lại không thích đối phương ạ. À, đó là sự khập khiễng. Tức là em không em, tức là người ta đến mình có thể không thích, nhưng mà nó không từ đó dẫn tới việc em đi em kiếm đàn ông để quan hệ friend with benefit. Em hiểu không? Cái đó là sự gặp. Còn cái người ta không không thích, người ta không chinh phục được mình thì thôi, nó chỉ ngưng lại cái đó thôi, nó không đi tới cái hướng là em muốn trải nghiệm. Hiện tại em đang tập cho bản thân này một tốt hơn kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Em nói bên ngoài em xinh rồi, cố gắng xinh hơn. Em ơi, em mới có 19 tuổi à. Em bị cái này nặng chết. Em ơi, cái tài khoản của em á, bây giờ mà đàn ông người ta biết, người ta chạy lại, người ta tìm cách người ta quan hệ. Tại vì người ta đang nghĩ, tại đàn ông người ta hay nghĩ nè. Có những người phụ nữ thiếu cái nhu cầu tình dục. Họ nghĩ là vậy đó, tại vì họ 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 luôn có cái nhu cầu tình dục. Cho nên họ luôn nghĩ rằng là phụ nữ giống họ, không hiểu gì đó. Phụ nữ người ta cần được yêu. Tuy nhiên là có một số phụ nữ muốn cái nhu cầu tình dục, tức là không cần cặp kè gì, quan hệ tình dục thôi. Và đàn ông thích những người đó, tại sao? Đặc biệt những người có nhan sắc, tại vì họ được quan hệ, thỏa mãn cái nhu cầu của họ. Nhưng mà cái chết là chỗ này nè, nếu như người phụ nữ đúng như người đàn ông nghĩ và người phụ nữ đúng như họ nghĩ thì em thấy là mối quan hệ sẽ tốt đẹp. Em có nhu cầu tình dục, anh có nhu cầu tình dục, không quan hệ nhau què vui, cuộc sống hạnh phúc, đúng không, vui vẻ. Nhưng mà cái khổ này, người phụ nữ thật sự họ có nhu cầu được hạnh phúc, và cái nhu cầu tình dục đó nó gắn với cái nhu cầu hạnh phúc của họ. Vậy cho nên chết là chết chỗ này nè. Sau thời gian quan hệ tình dục em không thấy hạnh phúc, mà em thấy đau đớn, và em có thể chuyển qua là yêu một hoặc là những người đàn ông đó. Thực ra họ không yêu cùng một lúc được, nhưng mà em sẽ yêu một trong những người đàn ông đó. Và cái này nó xảy ra nhiều, anh có nhiều ca tư vấn là friend with benefit, sau đó người phụ nữ yêu người đàn ông đó, không phải tất cả, nhưng mà sẽ dẫn ra tới cái dạng đó. Vậy thế nào cũng quan hệ tình dục, mình thật sự không có nhu cầu quan hệ tình dục, không, mình có một cái gì đó nó sâu hơn, nó cần được thỏa mãn bên trong chứ không phải lại quan hệ sao. Và em thấy là rất là nhiều khi em quan hệ mà em không được thỏa mãn, nhưng mà em vẫn muốn quan hệ. Tại sao biết không? Là vì bên trong em lúc đó em được thỏa mãn cái nhu cầu là mình được người đàn ông yêu, mình được anh ta muốn, mình được làm quan trọng với một người đàn ông, người ta ham muốn mình. Nhưng mà sau thời gian em thấy nè, hình như người ta không ham muốn mình, người ta chỉ muốn cái tình dục chứ tao muốn mình, người ta chỉ muốn cái quan hệ đó, người ta không muốn mình. Tại vì sau đó người ta giống như là đi hết chuyện. Thì cái nhu cầu đó không được thỏa mãn, sau đó em mới nhận ra là không phải cái nhu cầu của mình là nhu cầu tình dục đâu. Tại vì nhu cầu tình dục cũng rất là dễ thỏa mãn. Nó có thể thỏa mãn, em có thể tự thỏa mãn. Ông tài xế taxi có thể thỏa mãn cho em, bất cứ người nào cũng có thể thỏa mãn cho em. Nhưng mà em thấy là em không quan hệ được đúng đúng người, đúng không, em chỉ chọn một người, một số người quan hệ thôi, thì em mới thấy là bên trong của em nó là cái nhu cầu tình cảm, nhưng mà vì khập khiễng cho nên nó cảm giác là thiếu tình dục. Và rồi em bắt đầu đi thỏa mãn cái nhu cầu đó, mà em đi thỏa mãn nhu cầu xong rồi em thấy nó không thỏa mãn nữa, nó làm sao á, nó thiếu thiếu cái gì, nó không có đủ đầy, quan hệ nó chẳng sướng nữa, nó làm như là sống đó người ta bỏ đi mình á. Em bắt đầu thấy cái đó thì em mới nhận ra được là hình như cái đó không phải là cái mình muốn. Thì lúc đó mới chợt nhận ra là như mình bị khập khiễng nặng quá. Tại sao có những người phụ nữ ta được hạnh phúc, tại sao mình lại đi muốn cái thứ mà sao nó lạ lùng lắm chứ. Thì lúc đó em mới nhận ra là không ổn. Cho nên anh nói này để cho em thấy cái điểm mà em phải dừng lại. Nó không phải là em chưa quan hệ, mà là em đã vào trong một cái trạng thái bị khập khiễng rồi, và em đang một chân đi vào chỗ đau đớn hơn. Em có thấy là cái mối quan hệ cách đây mấy năm gì đó em nói đó, nó đã đúc ra em ngày hôm nay rồi đó, và em đang nghĩ là em có kiến thức và em đã lành. Anh rất tiếc và qua cái em viết ở đây thôi, theo cái nhận định của anh là em hoàn toàn chưa lành, mà em bị đúc lại thành một cái sự khập khiễng mà có vẻ hơi nặng. Và tại vì một người cô gái 18, 19 tuổi không có muốn nghĩ tới việc quan hệ friend with benefit. Em có tưởng tượng đi, em có đứa con gái em yêu, em ở tuổi này chắc chưa cảm giác được cái điều đó đâu. Nhưng mà em tưởng tượng mẹ em đi, em chạy cho nó, mẹ ơi con đi con ngủ với đàn ông, con quan hệ với nhiều người đàn ông, thì friend with benefit là vậy, để con trải nghiệm cái cảm giác yêu. Em tưởng tượng mẹ em thế nào, hay là sao em có đứa con gái em yêu nâng niu tới 18, 19 tuổi nó nói điều đó, em tưởng tượng như thế nào, thì em mới có một cái góc nhìn khác, góc nhìn nhìn vào mình được, cái quan sát được mình, để em có thể cảm giác là cái này nó có gì đó không ổn quá. Không ổn 18, 19 tuổi em ơi, 18, 19 tuổi là một cái tuổi nó mới chớm ở trong tình cảm, nên nó còn non lắm, nó còn nhiều thứ tốt đẹp đang chờ phía trước, nhưng mà nó cũng có nhiều đồ điều tổn thương đang chờ phía trước nếu em chọn đi theo hướng tổn thương. 18, 19 tuổi, trời ơi. Cái bài hát mà ngày xưa có ngọn trúc đào cô gái 16, rồi ngày nay nhìn em 18 lòng lòng nghe bồi hồi. Em ơi, cái cô gái 18 tuổi đó rất là nó trong trắng, nó ngây thơ, cho dù em đã từng có những cái mối quan hệ tình cảm anh hiểu, nhưng cái tuổi đó
mình chưa có bị tới cái mức như vậy nhiều được. Uổng ghê. 18 tuổi là một cái tuổi rất là đẹp. Tuổi mới bắt đầu có chút trải nghiệm, tuổi chỉ mới bắt đầu chớm biết yêu. Tuổi mà còn rất là nhiều cái thanh xuân chờ chứ, mới bước vào cái giai đoạn đẹp nhất thôi mà đã bị như vậy rồi. Anh rất tiếc cho em, anh mong là em có cái sự thay đổi mình. Tại vì cái đường hạnh phúc nó cũng rộng lắm, nó rộng lắm luôn đó. Em phải thay đổi, em phải thăng bằng lại, em phải vui được với cuộc sống của mình. Em không có cần friend with benefit. Em không có cần cái đó. Cái cuộc sống nó có nhiều điều tốt đẹp, có rất là nhiều người đàn ông yêu em được. Hãy để họ đến với mình, hãy thiết kế cái cuộc sống của mình như thế nào để họ yêu được mình. Đừng đi theo hướng tới một ngày nào đó em sẽ đi quá xa. Vậy thế là hạnh phúc không có ở cái hướng đó đâu. Cái hướng friend with benefit không có. Mỗi ngày em thấy em bị nặng hơn. Mỗi ngày em lại càng đi theo cái hướng đó. Một ngày nào đó em sẽ thấy em đi quá xa. Lúc đó em quay lại em có học cái gì, nó sợ là nó mất đi quá nhiều rồi. Ok. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.